Hello, xin chào mừng quý bạn cái gì đó đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel. Ở cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn về một cuốn sách nói về lập trình. Thì cái cuốn sách này á, nó cũng ra đời từ khá là lâu rồi. Và thật ra là mình cũng mỗi lần mà team mình mà nói chung là mình phải nhận lãnh trách nhiệm mà gọi là training hay cái gì cho các bạn trẻ mới mới vào team á, thì mình cũng thường bắt các bạn là sẽ đọc cuốn sách này tại mình thấy nó khá là hay. Thì các bạn sẽ biết là sẽ có một cái sự khác biệt ha, sẽ có một cái sự khác biệt cũng gọi là tương đối là lớn á, giữa cái việc mà bạn viết code, bạn lập trình những cái ứng dụng ở trong trường, những cái bài tập ở trong trường đại học, những cái đồ án môn học hoặc là đồ án tốt nghiệp như các bạn, nó là những cái giống như là những cái bài tập ở trong trường thôi, thì nó sẽ khác, tương đối là khác so với cái việc là bạn làm cái project thực tế rồi bạn làm cái project chuyên nghiệp. Thì cái khoảng cách đó nghĩa là cái sự khác biệt ở trong trong cái cách viết code nó có một cái khoảng cách với nhau khá là lớn. Và đôi khi là sẽ cần cần nhiều năm kinh nghiệm và phải gọi là liên liên tục là dù vừa viết vừa học hỏi vừa thay đổi vừa sửa sai á, thì mới có thể là tích lũy được kinh nghiệm và rút ra được những cái kinh nghiệm lập trình để mà gọi là làm cho cái code của mình nó ngày càng đẹp hơn, ngày càng tốt hơn. Vậy thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một trong những cái cuốn sách mà mình đã đọc. Và mình cảm thấy nó rất là tốt, nghĩa là nó sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian mà các bạn phải bỏ ra để mà các bạn gọi là học hỏi từ những cái sai lầm của mình, nghĩa là đây là những cái bài học gọi là kinh nghiệm của những cái lập trình viên chuyên nghiệp và thậm chí là cả những cái dự án rất là chuyên nghiệp họ họ thu thập lại những cái kinh nghiệm đó và họ viết lại nha, trong cái cuốn sách này để hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà làm cho cái code của mình nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Thì cái cuốn đó mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thật ra cái này là một cái blog của BinCap thôi, nhưng mà không phải là cuốn sách mình muốn giới thiệu đâu ha. What the hell? Này là TI blog về TIDB ha. Còn cuốn sách mình muốn giới thiệu là cuốn sách này đây, Code Complete. Cái bản mình đang đang coi ở đây là cái bản Second Edition ha. Còn mà không biết nó ra bản mới hay chưa thì mình không biết ha. Mình chỉ có cái gì thì mình show lên cái đó thôi. Vậy thì cái bản Code Complete này, cái cuốn sách Code Complete này nó phục vụ cho ai? Thì đối với mình á, khi mà mình giới thiệu cuốn sách này thì đối tượng chính mà mình muốn giới thiệu là những cái bạn sinh viên và những cái bạn mà gọi là mới tốt nghiệp, mới ra trường và chưa có nhiều cái kinh nghiệm lập trình thực tế ở trong những cái dự án. Thì đó là những cái đối tượng chính mà cái cuốn sách này mà mình muốn muốn hướng tới. Còn tất nhiên là sẽ có những cái bạn bạn leader cũng có thể đọc sách này, team lead leader hoặc là những cái bạn lập trình có nhiều kinh nghiệm rồi. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình rất là bối rối, rất là khó khăn trong cái việc lập trình, nghĩa là cảm lúc nào cũng cũng băn khoăn là tại sao code mình nó lại lúc nào nó cũng rườm rà phức tạp, hoặc là ok ai cũng nói code mình khó hiểu như thế này thế nọ. Thì cái cuốn sách này nó sẽ giúp các bạn dần dần giải quyết được cái vấn đề đó, tại vì thay đổi nó không xảy ra một cái đùng một cái là tự nhiên bạn đọc cuốn sách này xong các bạn là gọi là nghĩa là cái gì đó biến thành một cái con người khác, cái thoáng thai hoán cốt ở trong kiếm hiệp nó kêu là thoát thai hoán cốt gì đó, đọc xong cuốn sách cái thoát thai hoán cốt thành một người gọi là tuyệt vời của mẹ nó luôn. Thì cái cuốn sách này nó chỉ giúp cho các bạn có một cái mindset để khi mà các bạn đặt tay mình vào bàn phím, các bạn lập trình đó, các bạn sẽ có những cái suy nghĩ nó rõ ràng hơn, cách thức của bạn suy nghĩ nó sẽ liền mạch hơn, rõ ràng hơn và nó gọi là chính xác hơn, làm cho cái code mình
nó vừa đẹp vừa gọn ha, vừa đúng đắn kiểu vậy. Thì như mình nhắc lại một lần nữa là đối tượng chính của mình muốn giới thiệu vẫn là những cái bạn mà sinh viên và các bạn gọi là vừa tốt nghiệp á ha. Tất nhiên là các bạn phải cũng đã có một khoảng thời gian học lập trình rồi, ở trong trường làm được một hai cái dự án gì rồi ha, và có một vài khái niệm về lập trình rồi. Tất nhiên là các bạn biết được những cái khái niệm, những cái mindset trong cái cuốn sách này càng sớm thì nó sẽ càng giúp ích cho các bạn nhiều hơn thôi. Rồi, thì cuốn sách này nó nói về cái gì? Cuốn sách này bao gồm những cái gì? Thì trong cái cuốn sách này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Ha. Nó bao gồm cả cái thiết kế, thiết kế phần mềm, xây dựng phần mềm, nào là requirement, rồi phân tích yêu cầu, rồi quản lý, rồi cái mô hình phát triển, tùm lum hết đó. Nhưng mà những cái chính của nó vẫn là xây dựng những cái class nè, rồi dữ liệu, cái luồng dữ liệu ra vào như thế nào, rồi debug cái phần mềm của mình, hoặc là refactor, và hoặc là optimize, hoặc là turning cái code mình lên để xây dựng một cái phần mềm có chất lượng ha. Thì cái hay của cái cuốn sách này là nó không stick vào một cái ngôn ngữ lập trình nào cả. Những cái mindset ở trong này á, nó phù hợp với hầu hết tất cả những cái ngôn ngữ lập trình. Gần như là hầu hết những ngôn ngữ lập trình đều có thể áp dụng cái cách suy nghĩ, cái cách suy nghĩ cái mindset này để vào mình có thể là mình áp dụng luôn trong cái code của mình luôn. Tất nhiên là tùy cái ngôn ngữ lập trình và tùy cái gọi là coding convention đó, cái bộ định chuẩn của từng người hoặc là từng cái công ty mà nó sẽ khác nhau trong những trường hợp cụ thể. Nhưng mà gọi là cái mindset chung, cái tổng quát trong cuốn sách này thì gần như là nó không đổi. Thì cuốn sách này nó rất là dài. Nó như đây các bạn thấy là nó có 950 trang. Thì mình trừ ra mấy cái trang giới thiệu này kia nọ đi, nó kỳ cho là 50 trang đi, thì nó còn đâu đó khoảng là 900 trang. Thì nó cũng khá dài và nó bao gồm nhiều thứ. Thì đối với những các bạn sinh viên hoặc là các bạn mới ra trường, các bạn là mới đi code, chưa có nhiều kinh nghiệm về lập trình, thì mình sẽ suggest cho các bạn những cái phần mà chính yếu nhất trong cái cuốn sách này mà các bạn nên là chú tâm và đọc nó nhiều ha. Còn những cái phần kia thì các bạn có thể là đọc lướt qua để nắm được những cái khái niệm, những cái keyword, cái mindset, cái cách mà nó suy nghĩ, cái cách mà nó hướng mình làm theo. Đó, cái cách chuyên nghiệp á, đó, vậy ha. Thì những cái phần quan trọng mà mình nghĩ các bạn nên đọc đó là ở cái bậc thứ hai, QA, high quality code, nghĩa là QA là tạo ra những cái code mà nó chất lượng cao. Đó, nghe tên là thấy sang chảnh rồi không? Code chất lượng cao, giống như là hàng Việt Nam chất lượng cao vậy đó. Này là code chất lượng cao, cái chất lượng này là chất lượng của Silicon Valley luôn hay gì á. Thì trong cái chương này nó sẽ nói về cái gì? Nó sẽ nói về là làm việc với các class như thế nào, có nghĩa là này là hướng đối tượng á, là làm việc với các class như thế nào, là abstract nè, abstract class nè, interface nè, rồi khi nào thì mình nên ở đâu rồi ta, nên tôi đang nói đâu à? Đây đây là working class đây ha. Khi nào thì mình nên tạo class, mình đặt tên class name như thế nào. Rồi thì một số khái niệm như là loose coupling, có nghĩa là giảm thiểu cái sự gọi là gắn kết với nhau giữa những cái class, nghĩa là hạn chế sự gắn kết để mà sau này mình đỡ phải thay đổi code khi mà cái class này với class kia nó thay đổi á, thì cái code mình nó ít bị ảnh hưởng nhất có thể. Và nó cũng có nói về cái design pattern. Thì nếu như bạn nào đã biết design pattern rồi thì thôi ha, còn bạn nào chưa biết thì mình sẽ giải thích nhanh qua. Tất nhiên là mình sẽ
Có một cái video khác mình sẽ giới thiệu một cuốn sách cũng rất là hay về design bài tập, nhưng mà ở một cái video khác nó sẽ lúc đó thì nó sẽ đi chi tiết hơn vào những cái design bài tập. Còn bây giờ thì mình chỉ nói sơ qua thôi. Cái design bài tập nó là những cái bài tập là một cái khuôn mẫu, đúng không? Những cái khuôn mẫu thiết kế là người ta đã đúc kết qua rất là nhiều năm lập trình, người ta đúc kết ra được những cái khuôn mẫu thiết kế đó, và nó là những cái giải pháp có sẵn, nghĩa là chỉ cần nói tên thôi. Nếu như là design pattern có factory method nè, observer nè, rồi adapter nè, rồi kiểu kiểu vậy đó, thì nó chính là tên của những cái pattern nó đã được định nghĩa sẵn rồi, và mình chỉ cần ứng dụng nó vào đúng nơi đúng chỗ là nó có thể là trong gần như là trong tất cả mọi cái vấn đề mà gọi là phổ biến, vấn đề cơ bản của một phần mềm á, vấn đề thiết kế cơ bản á, thì gần như là nó có thể giải quyết được hết. Đó, tất nhiên là những cái thứ cơ bản thôi nha. Đó, thì đó là design pattern, thì nó cũng có nói sơ qua. Rồi cái rất là hay nữa ở trong cái bậc thang này đó chính là high quality routine. Routine nó có nghĩa là một cái cụm code, cái đoạn code đó, mình có thể hiểu nó là một cái hàm, một cái thủ tục, một cái function gì đó. Thì ở trong cái phần high quality routine này á, nó sẽ hướng dẫn mình gọi là cách đặt tên như thế nào. À, ngày xưa mình cứ nghĩ là tên tên hàm thì ôi tôi thích đặt gì tôi đặt theo phong cách của tôi, I do it my way, ok. Còn khi mà bạn đọc sách này rồi, bạn sẽ thấy là thật ra là có những cái cách khoa học để mà mình đặt cái tên, làm sao đó để cho đọc vào. Tôi nhiều khi tôi không cần phải đọc cái comment của bạn, tôi không cần phải đọc nội dung cái code của bạn luôn, tôi chỉ cần đọc cái tên hàm của bạn và tôi đọc cái tham số truyền vào là tôi đã có thể hiểu được cái function của bạn nó đang làm cái gì rồi. Nó thì đó là cái cách để mà mình có thể đặt tên, tên hàm, tên function, và cách để mình truyền tham số vào cái function, truyền tham số như thế nào cho nó đúng đắn, nó không dư thừa, nó không thừa, nó cũng không thiếu, nó vừa đủ, thậm chí là nó viết chi tiết tới mức độ là một cái function nó nên cái tên nó nên dài bao nhiêu và nên có bao nhiêu ba ram là dài nhất chẳng hạn, vậy nó cụ thể tới mức độ đó thôi. Thì một số lỗi các bạn thường gặp ở trong cái việc đặt tên hàm, nhất là những bạn sinh viên hay 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 bị á, là mình thường review code của các bạn á, thì mình thấy là các bạn hay đặt tên function là gì ta, function 1, function 2, hay là do something 1, do something 2, x1, x2 kiểu vậy á. What the hell? Thường đi theo một cái số chẳng hạn vậy đó, thì ở đây nó sẽ nói ra một cái gọi là cái common mistake, những cái lỗi thường thấy và mình những cái mà mình nên tránh khi mà mình đặt tên ha. Thì đó cũng là một cái rất là hay. Một cái nữa mà mình rất thích đó chính là gọi là defensive programming. Defensive programming có nghĩa là lập trình phòng thủ ha. Nghe nó gì đó nó giống như chiến đấu ha, nhưng mà cái này có nghĩa là ở trong cái phần này nó sẽ nói về cái việc mà bạn sẽ bảo vệ cái ứng dụng của bạn, cái program của bạn khỏi những cái input xấu. Đó, có nghĩa là bạn đi nếu mà trong trường hợp nó trả với nó cái đầu vào đó, nó đưa vào một cái input không hợp lệ thì bạn phải xử lý nó như thế nào, và bạn phải đi validate những cái input đó như thế nào để cho cái ứng dụng của bạn nó luôn được bảo vệ một cách gọi là tốt nhất có thể. Chứ không phải lúc nào bạn cũng đi validate, bạn cứ nếu mà quá nhiều validate thì sẽ là làm chậm cho chậm cái program của mình, chậm cái ứng dụng của mình. Thì lúc nào nên validate và validate như thế nào để cho là gọi là tốt nhất. Rồi nhiều lúc thì nó sẽ xảy ra lỗi một cái error hoặc là một cái exception,
trong cái ứng dụng của mình thì mình cũng nên xử lý nó à, và mình xử lý như thế nào, mình ngậm mình im re luôn hay là mình báo ra cho lập trình viên biết, hay là mình gọi là mình quăng ra một cái dialog hay là mình throw cái exception gì đó kiểu kiểu vậy. Thì cách mà bạn xử lý error exception xử lý như thế nào trong trường hợp nào đó. Thì đó là những cái phần chính ở trong cái phần creating high quality code mà mình muốn các bạn đọc và kỹ ha. Tất nhiên là những cái phần như là procedural code này thì các bạn đọc qua cũng được, nghĩa là các bạn trước khi các bạn vào lập trình detail của một cái function, bạn viết cái mã giả của cái function đó ra để các bạn kiểm tra logic của nó. Ok thì nó cũng rất là hay, ok, nó cũng rất là hay, nhưng mà nó không phải là chính yếu. Bạn làm thì cũng tốt thôi ha. Tất nhiên làm cũng tốt, rất là tốt, chẳng qua là bạn có đủ thời gian để bạn làm hay không thôi, và thời gian và gọi là sự siêng năng ha. Còn những cái phần mà mình nói đó là những cái phần bắt buộc và mà các bạn phải làm, bạn không làm thì các bạn đánh mất đi cái sự chuyên nghiệp của mình, bạn đánh mất đi cơ hội kiếm lương vài ngàn đô của mình ha, chỉ vì các bạn không đọc một cuốn sách ha. Rồi phần kế tiếp mà mình muốn các bạn chú tâm đọc kỹ nữa là cái phần variable nghĩa là biến. Ở trên là mình nói tới class với function rồi đúng không, thì bây giờ đây mình tới variable nghĩa là khai báo biến. Thì nó sẽ khái quát lên nhiều cái vấn đề, những cái vấn đề mà mình thường gặp khi mà mình sử dụng biến, sử dụng cái biến ha. Rồi mình nên có giá trị khởi tạo cho một cái biến như thế nào, một cái scope của phạm vi của cái biến nó nên như thế nào, cái biến nó là nên là global hay là nó scope nó global, nghĩa là toàn bộ cái program mình nó có, nó ứng dụng của mình nó có thể đấy, hay là nó chỉ là gọi là local ở trong cái function thôi, thì cái scope nó nên như thế nào đúng không. Và một cái quan trọng ở đây á mà mình muốn nhấn mạnh á là các bạn nên để ý là mỗi biến chỉ sử dụng cho đúng một cái mục đích thôi ha. À, tại vì mình đã từng từng đọc code của các bạn gọi là mới ra trường thì mình thấy các bạn sử dụng biến rất là lung tung. Bạn đặt tên một cái biến, đó là một cái biến gọi là biến tổng. Thế nhưng mà đôi khi là bạn lại lưu luôn cả cái hiệu, cả cái tích gì đó. Nani? Nani? Hả? Có nghĩa là các bạn đặt tên biến thì nên đặt tên như thế nào và chính xác cái mục đích nó được sử dụng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một một cái biến bạn tạo ra thì nó nên nên chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất thôi. Cái biến đếm thì nó chỉ dùng để đếm thôi, đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi. À, cái biến để mà gọi là tính tổng thì nó chỉ để là tính tổng thôi. À, các bạn đừng đừng có gọi là tham công tiếc việc, bạn thấy ở trên bạn đã có một cái biến in rồi. À, xuống dưới này bạn bạn không muốn khai báo làm cái biến in nữa để tiết kiệm vùng nhớ hay cái gì đó tôi không biết, nhưng mà các bạn lại lấy cái biến đó, bạn nào là bạn lấy ra bạn xài tiếp, thì cuối cùng mình làm cho cái code của mình đó, chỉ có một mình hiểu thôi, người ta không hiểu, không biết mình đang làm gì. Thì đó, thì trong cái phần variable này họ cuốn sách này cũng sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn đặt tên biến, đặt tên cái variable, đặt tên như thế nào để cho nó đúng đắn, nó hợp lý, nó dễ hiểu, dễ đọc, chính xác mục đích của nó. Và cái việc đặt tên biến này mình khẳng định với các bạn luôn, một khi bạn đọc tới cái phần đặt tên biến này rồi thì khi mà bạn bắt đầu bạn code đó, bạn sẽ bị băn khoăn rất là nhiều. Nhiều khi bạn tốn cả 10 phút đó, để bạn suy nghĩ coi là cái biến này nó tên nó nên lấy cái tên gì. Đó là nó khó khăn tới mức độ đó. Ha. Nhưng mà dần dần các bạn sẽ quen và quen bị quen dần với cái việc đặt tên biến đó, và nó sẽ làm cho cái code của bạn tốt lên.
Đó thì còn cái phần gọi là statement này có nghĩa là cái dòng lệnh thì các bạn cũng nên đọc qua, nghĩa là các bạn sẽ nên viết code như thế nào, có nên lồng hai ba câu lệnh ở trong một một line hay không, rồi sử dụng những cái điều kiện này này kia kiểu. Thì nói chung là cái phần này thì các bạn xem lướt qua cũng được, nó không phải là không quan trọng, nhưng mà các bạn có thời gian thì các bạn cứ xem qua ha. Thì mình ở đây mình không có focus vào nó thôi, còn các bạn thích thì các bạn cứ đọc nha, cứ đọc 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 tốt nha, chứ không chứ mình ở đây mình không recommend các bạn không đọc nha, các bạn nên đọc, toàn bộ cuốn sách này đều nên đọc hết, là những cái phần mà mình nhấn mạnh thì nó nên nhiều hơn xíu thôi. Ví dụ như nên nên thì nó nên gồng cặp thôi. Rồi cái phần kế tiếp mà mình muốn các bạn đọc nữa chính là cái phần code improvement bắt năm bắt file code improvement. Thì trong cái code improvement này á thì nó sẽ nói cho các bạn biết là khi nào thì mình mới bắt đầu improve cái code của mình lên, và những cái kỹ thuật để mà mình hãy tinh chỉnh đó, những cái kỹ thuật tinh chỉnh cái code của mình, đó là code tuning strategy và code tuning technique á. Đó là những cái kỹ thuật để mà mình có thể là hiệu chỉnh cái code mình, mình optimize cái code của mình ha. Trong đó là có refactoring ha. Thì thường á cái việc mà improve này á, chỉ mình chỉ làm sau khi mình đã hoàn thành được cái gì đó, mình đã hoàn tất được cái gì đó rồi thì mình mới bắt đầu mình quay lên mình quay trở lại mình improve nó. Chứ với các bạn đừng cố gắng improve ngay trong lúc phát triển ha, tại cái việc đó làm cho các bạn khá là tốn thời gian, và nhiều khi các bạn quá focus một cái chuyện improve làm cho cái phần mềm của bạn nó đi lệch hướng luôn. Thì nên là tốt nhất là khi mà bạn đã hoàn thành được cái tính năng gì đó nhỏ cũng được, nhỏ nhỏ cũng được ha, hay là một tính năng nhỏ nhỏ gì đó, rồi bắt đầu quay lại. Nếu mà có thời gian, còn thời gian thì các bạn quay lại với các bạn improve nó lên, bắt đầu cải tiến cái code nó lên cho nó đẹp hơn. Hoặc là khi mà bạn đã hoàn thành xong cái project rồi, trong giai đoạn mà gọi là kiểm tra chất lượng QA QC gì đó, thì các bạn cũng quay lại các bạn optimize nó ha, code tuning nó. Đó thì coi như là đây là tất cả những cái phần mà mình muốn các bạn focus vào đọc để có cái mindset làm việc tốt ha. Còn tất cả những phần khác thì các bạn cũng nên đọc để các bạn hiểu được ha. Ok. Nó có nhiều thứ rất là hay ở trong những cái phần đó. Thì nó tóm lại là mình muốn các bạn khi mà viết code đó, thì thật ra sau khi các bạn xong đọc xong cái cuốn sách này á, các bạn sẽ bắt đầu rất là lăn tăn khi mà các bạn viết code, các bạn phải tới cái nhiều khi là các bạn phải mở cuốn sách này ra lại, bạn lật tới cái trang là khai báo biến để lúc đó bạn đối chiếu xem là mình đặt cái tên biến này nó hợp lý so với cái những cái ghi trong sách hay không. Thì cái đó nó gọi là cái suy nghĩ của bạn nó hơi quá khắt khe rồi ha. Thật ra thì cái mà mình muốn truyền đạt ở đây có nghĩa là cái mindset của bạn lúc mà các bạn lập trình thôi, thì để mà có thể apply được những cái kiến thức ở trong cuốn sách này, thì đầu thứ nhất là các bạn đọc để các bạn hiểu những cái quy tắc chuẩn đã. Cái thứ hai là cái mindset lúc mà bạn làm đó, thì các bạn luôn luôn ghi nhớ cho mình cái này ha, là mình viết code để cho người khác đọc và sử dụng, luôn luôn có một cái quan niệm đó trong đầu. Mặc dù là cái project đó là đôi khi chỉ có một mình làm luôn từ đầu tới cuối chẳng hạn vậy, nhưng khi mà mình làm á, mình vẫn luôn có cái suy nghĩ là ok, cái code này tôi sẽ viết để mà trong một cái lúc nào đó sẽ có người đọc, và có người đọc, có người review và có người sử dụng lại cái code của tôi chẳng hạn vậy. Thì cái việc đầu tiên nó là người ta phải đọc được và người ta phải hiểu được đó. Thì cái mindset cái lúc mà mình lập trình luôn luôn giữ cái được cái ý thức đó thì cái code của bạn nó sẽ tốt thôi ha.
Mình không cần phải cố gắng ngồi viết một cái giải thuật ghê gớm ngay từ ban đầu. Cái giải thuật gọi là chạy là chỉ cần ON cộng 1 thôi là hoặc là chứ không cần phải ON mũ 2 gì đâu, chỉ cần ON thôi là đã giải quyết được cái câu đó này. Đáng lẽ là phải ON mũ 2 mũ 3 gì đó, nó kiểu kiểu vậy. Các bạn không cần phải quá tốn thời gian vào cái việc giải thuật đó. Tất nhiên là sau khi cái việc đó nó chỉ nên làm ở trong cái giai đoạn gọi là improvement đó. Còn ngay từ đầu lúc mà các bạn có thì bạn không nên quá lặn sâu vào cái việc đó, mà nhưng bạn nên chú tâm vào cái việc làm sao viết cái code đơn giản và dễ hiểu. Đó chính là cái mindset lập trình quan trọng nhất mà cái cuốn sách này nó muốn giới thiệu cho các bạn và mình. Nói chung là tóm tắt lại để nói cho các bạn biết, nhất là các bạn sinh viên, các bạn mới ra trường, đúng không? Viết code làm sao để cho dễ đọc, dễ hiểu và sử dụng được. Đó chính là cái mindset khi mà mình lập trình ha. Thì cái video giới thiệu cuốn sách này tới đây thì thôi hết rồi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video kế tiếp. Thì nếu có điều kiện thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một vài cuốn sách hay ho nào đó mà mình đã đọc. Tại vì mình đã đọc rồi mới dám nói là nó hay hay nó dở ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Còn bây giờ là một cái phần bonus. Thì mấy bữa nay mình phát hiện ra là có một bạn rất là trẻ là người Việt của mình luôn, thì viết một cái bài blog là được đăng trên cái trang Bincap này, cái chuyên nói về TIDB ha. Thì các bạn cái bài này thì nói về cái team gì gì đó, ít ít gì đó, và cái câu chuyện sử dụng TIDB của các bạn đó. Trong cái team này nghe lớn lắm, khủng lắm ha. Thì đó, cái hay của cái này là cái bạn này còn rất là trẻ, mà các bạn thấy không, các bạn bạn nó viết rất là giỏi, rất là bài bản. Có lớp, có lan, có hình, có ảnh, có chat demo, không có tất cả mọi thứ, nhìn rất là hay ho, rất là đẹp. Và thậm chí á, là cái bạn này ha, cái bạn này bạn còn commit, có nghĩa là contribute vào cả cái source code của cái anh TIDB này luôn. Có nghĩa là bạn đó lấy về xài xong mà thấy trong code đó có bug, các bạn đó fix cái bug của cái TIDB này, rồi các bạn contribute ngược lại cho cái source code đó luôn, source code TIDB luôn, thì rất là tuyệt vời. Thì đây là những cái mà các bạn trẻ nên nên học tập, có nghĩa là tập một cái thói quen có một cái đóng góp cho cộng đồng. Đóng góp không phải bằng cách viết blog, mà đóng gọi là đóng góp, có nghĩa là khi mà mình sử dụng những cái quen thuộc bên ngoài, mình tìm hiểu và mình sử dụng, nếu thấy có vấn đề gì đó thì mình nên contribute, nghĩa là mình thấy bất thì mình fix rồi mình contribute ngược lại để cho những người sau họ họ có cơ hội xài một cái sản phẩm tốt hơn. Còn việc viết này để mà gọi là transfer cái kiến thức thì gọi là, nếu mà bạn có khả năng viết tốt như vậy, bạn viết thì gọi là very welcome luôn, cực kỳ welcome ha. Cực kỳ gọi là phản đối cái thái độ gọi là gato, nghĩa là thấy người ta làm tốt thì bắt đầu gato ha các bạn. Nhất là những các bạn trẻ ha, mấy cái bạn già già cũng vậy, nhiều khi thấy một bạn trẻ nào đó làm tốt hơn mình thì lại gato, thì nên bỏ cái thói quen đó. Thấy người ta làm tốt hơn mình thì mình nên đi học hỏi, còn nếu như mình có bản lĩnh thì mình giỏi thì mình làm tốt hơn người ta, đừng đi gato ném đá ha. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã ngồi chịu khó nghe cái video sàm xí của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào.